Xin chào tất cả mọi người, mình sẽ làm tiếp ra một ngày của mình đi đâu nha. Mình với em mình sẽ đi ăn phở nha, đi thôi nào. Chị em mình đã tới tiệm rồi nè, mình sẽ quẹo vô nha. A few moments later. Mua con nào dễ dễ kìa. Hello Kitty kìa, chơi đi. Kitty mà dễ, giống như con mèo của ngay đó. Tôi đã ghé cái shop này lần thứ 3 rồi. Shop này bán đồ rất là xinh nha. Chơi shop này là Kim My Thảo đó. Mình với em mình đã mua đống vô đây nè, đồ Lego luôn. Đây là ngày hai mình với cậu mình đi chờ sữa nhé, đi thôi. Tiếp tục là ngày thứ ba mình sẽ đi trà sữa nhé. Thì lắm này mình sẽ đậu quán nhé, cái đậu quán luôn. Và trước khi đi thì mình cảm tận là không đậu quán. Video của mình thì mọi người hãy cho mình một like, share subscribe kênh kênh luôn. Yeah, bye bye mọi người.